Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên gắn với tăng cường công tác dân vận cơ sở, quyết tâm nỗ lực cố gắng để xây dựng Phú Đa đạt chuẩn văn minh đô thị với mục tiêu xây dựng huyện Phú Vang sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang trong sáng nay. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Phú Đa cho biết Đảng bộ thị trấn hiện có 286 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ thị trấn Phú Đa thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Về phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu của địa phương là tập trung các nguồn lực để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tạo diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cũng đã phân tích, chỉ ra những tồn tại khó khăn cần phải tập trung khắc phục, trong đó nhấn mạnh đến việc nắm bắt tư tưởng, hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phát triển đảng viên mới, việc sinh hoạt chi bộ, chế độ chính sách cán bộ, làm công tác văn phòng đảng ủy. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, người dân trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cần tập trung các nguồn lực để thay đổi bộ mặt, diện mạo đô thị. Trong đó, nỗ lực cố gắng để giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống người dân. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ chủ chốt, nòng cốt ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tại các tổ dân phố chính là nhịp cầu nối để kịp thời đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cần ra soát, đánh giá lại để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, phát huy tính tiên phong gắn với tăng cường công tác dân vận cơ sở, quyết tâm, nỗ lực cố gắng để xây dựng Phú Đa đạt chuẩn văn minh đô thị với mục tiêu xây dựng huyện Phú Vang sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.